Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3 trong trả bài. Bạn đến đây để hoàn thiện, hoàn thành và trải nghiệm điều gì nhé? Bởi vì hai tụ bài trước đã đầy một video rồi, cho nên là mình làm cái tụ bài số 3 ở một video khác. Với câu hỏi là bạn đến đây để hoàn thiện, hoàn thành và trải nghiệm điều gì? Mình thấy ở tụ bài số 3, cái điều mà các bạn phải hoàn thiện, mình phải dùng cái từ hoàn thiện. Mình đã giải thích thích rất kỹ rồi, hoàn thiện là làm nó tốt hơn, hoàn thành là giống như là làm nó trọn vẹn ấy. Và trải nghiệm thì phải trải qua một cái điều gì đó để có được kinh nghiệm, rút ra kinh nghiệm ấy. Thì cái năng lượng của trí tuệ này là những người chọn tụ bài số 3, các bạn có một nỗi sợ rất là lớn, nỗi sợ vô cùng lớn. Thì cái nỗi sợ này nó là bất kỳ một nỗi sợ nào, ví dụ như là về sức khỏe, về vật chất kinh tế, rồi về công việc, về sự nghiệp vân vân. Nhưng mà ở kiếp sống này mình thấy bạn chọn một cái trải nghiệm, bạn chọn những cái bài học về tình yêu để bạn vượt qua cái nỗi sợ này. Tình yêu hôn nhân ấy, bạn thấy là chín ngậy, vẽ hình của một cái người thanh niên mà giống như là anh ta đã ôm khư khư trong tay, anh ta đã có 8 cái cây gậy ở phía sau để bảo vệ anh ta rồi, mà anh ta vẫn cứ ôm khư khư cây gậy này để đề phòng có ai đó tấn công anh ta từ phía sau. Năng lượng của 10 gậy là anh ta luôn luôn, nghĩa là cái ám ảnh ấy, mình có cảm giác cái sự ám ảnh lớn ở bên trong anh ta làm cản trở đến cuộc sống hiện tại của anh ta, là anh ta cảm thấy tại sao những cái gì mà anh ta cần phải làm nó luôn luôn áp lực. Có nghĩa là bạn cứ tưởng tượng là sức lực của anh ta chỉ có 5 thôi, nên ta phải làm nên 10. Cho nên là từ cái sự ám ảnh này, anh ta luôn luôn hấp dẫn những cái mối quan hệ, những câu chuyện mà nó tạo nên áp lực cho anh ta. Chứ không phải là anh ta gặp áp lực nhưng mà anh ta áp lực 10, áp lực có 5 mà anh ta nghĩ đến 10 đâu. Anh áp lực là thật. Và cái áp lực này nó đến từ cái nỗi sợ này, từ cái sự ám ảnh này. Cho nên nếu bạn nghe đến đây thì bạn hãy tập trung quay vào bên trong để bạn chữa lành cái năng lượng này đi. Chữa lành chỉ đơn giản là thế nào thôi, bạn tĩnh lặng lại, bạn nhìn sâu vào luân xa tim ấy, bạn nhìn thấy cảnh này này thì bạn ôm ấp nó, bạn yêu thương nó, bạn chữa lành nó, và bạn giống như bạn bồi đắp thêm năng lượng cho nó ấy. Bạn biến cái hình ảnh đấy trở thành một hình ảnh tươi sáng đẹp đẽ hơn theo ý bạn thì bạn sẽ vượt qua được. Còn nếu bây giờ bạn nhìn vào trong tâm và bạn luôn thấy cái hình ảnh này này, lúc nào bạn cũng thấy cuộc đời của mình nó chỉ là những cái vất vả nhọc nhằn, những cái cản trở, những thử thách ấy, nó đầy mệt mỏi, thì cuộc sống của bạn liên tục hấp dẫn những điều đó đến. Mình thấy khuyên là Pentacle, bạn là người sống rất lý trí. Đó, ví dụ như bạn gặp một cái đối tượng nào đấy thì cái điều đầu tiên ấy, bạn nghĩ đến không phải là tình yêu mà bạn nghĩ đến là cô ấy có cái gì đó. Khuyên là Pentacle ở đấy thì cũng không hẳn là tiền đâu, mà đơn giản là cô ấy có những cái tố chất, những cái phẩm chất, những cái tiêu chí mà bạn cho là tốt đẹp, và bạn nghĩ đến cái 10 xu đó. Và bạn nghĩ cái 10 xu như khổ nỗi, bạn luôn gặp những cái đối tượng mà bản thân cô ấy đã có đầy đủ mọi thứ rồi thì bạn phải thương cô ấy, phải yêu cô ấy, phải tôn trọng cô ấy thì cô ấy mới có thể, cô ấy muốn đi cùng bạn. Còn nếu bạn yêu cô ấy bằng đầy nỗi sợ và lúc nào cũng tính toán so đo, bởi vì người ta sợ thì người ta so đo, thì bạn không bao giờ có được cô ấy cả, và nó trở thành một cái gọi là cái vòng lặp bi kịch. Có nghĩa là bạn cứ gặp được đúng cái đối tượng mà bạn muốn thì bằng một cách nào đó cái mối quan hệ đấy chỉ làm cho bạn đau khổ thôi, mệt mỏi thôi. Và hiện tại bây giờ mình thấy là bạn đang gặp cái sự cố này, bạn đang mắc kẹt ở cái điều này, và cái điều này không phải là hoàn thiện làm nó tốt hơn đâu, mà bạn phải nỗ lực vừa hoàn thiện vừa hoàn thành. Có nghĩa là bạn phải vượt qua cái nỗi sợ nào đó thì bạn mới có thể có được hạnh phúc. Mình thấy cái bài học của tụ bài số 3 đó chính là bài học về hạnh phúc, nhưng có thể là về mặt sự nghiệp các bạn khá tốt, về mặt sức khỏe các bạn khá ổn, về tất cả mọi cái vấn đề khác bạn đều ổn, nhưng chỉ riêng với tình yêu và hôn nhân thì bạn đang bị mắc kẹt và bạn phải học cái bài học này ở kiếp sống này. Mình thấy năng lượng của The Moon đại biểu cho những cái gì nó tồn tại trong tiềm thức của bạn, nó chi phối rất lớn, rất mạnh mẽ đến kiếp sống của bạn. Thì các bạn sẽ thấy tụ bài số 3 và tụ bài số 1 đều có dần môn, nhưng tụ bài số 2 thì không, là bởi vì họ hoàn thành rồi. Đó, họ chỉ có trải nghiệm thôi. Tụ bài số 1, số 3 đang phải hoàn thiện, hoàn thành, tụ bài số 2 thì đã xong rồi, họ chỉ trải nghiệm một cái cuộc sống khác thôi, một cái hành trình mới thôi. Cho nên ở đây các bạn sẽ thấy năng lượng của bốn kiếm này, bạn nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ càng rối. Bạn giống như bây giờ mình cũng cảm giác như là mình cầm ba lá bài này, mình bắt đầu thấy bạn có một cái ý thức là nhìn sâu vào tất cả các vấn đề của mình để suy nghĩ xem là tại sao mọi chuyện nó lại phải xảy ra như thế và ta cần phải làm thế nào. Đó, mình thấy như vậy nhá. Rồi. Hôm nay mình thấy có năng lượng ở đây thì mình muốn check về cái năng lượng tình yêu của cái tụ bài số 3 này, xem là cái vấn đề gì đang xảy ra, đang diễn ra. Mình check về năng lượng tình yêu. Trong cái tụ bài số 1 mình cũng rút thêm bài. Còn tụ bài số 2 thì đơn giản hơn. Mình xem, mình check về cái năng lượng của cái mối quan hệ cho tụ bài số 3 này là gì.
Những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải nó là gì? Khi ngờ sure, khi ngờ thấp. Mình có cảm giác như đây là một mối quan hệ mà đã rời bạn đi rồi. Một là bạn để cho nó, bạn giống như bạn chủ động bạn chia tay nó, hay là bạn cách nào đấy để bạn khiến cho nó rời bỏ bạn đi rồi. Và có một cái đặc điểm ở đây như thế này này, nếu như bạn cái lúc mà họ có trong cuộc đời của bạn ấy thì bạn luôn tính toán, bạn suy nghĩ, bạn tìm, bạn lúc nào bạn cũng nghĩ thiệt nghĩ hơn đấy. Nhưng mà đến khi mà nó đi rồi, nó không còn trong cuộc sống của bạn nữa thì người thấy bạn buồn. Cảm giác buồn cô đơn trống rỗng, cảm giác như là không biết phải nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đó, mình luôn thấy như thế. Ở đây năng lượng của khi học xưa, bạn sử dụng lý trí rất nhiều. Thực ra trong bạn là một khát khao về tình yêu khi học thấp, nên trong bạn có một trái tim tràn đầy tình yêu ấy. Nhưng mà trước khi mà bạn yêu ấy thì bạn luôn sử dụng lý trí, bạn ngắm vuốt, xin lỗi không dùng từ ngắm vuốt, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Bạn tính toán, bạn cảm thấy là nó đủ, nó phù hợp thì bạn mới trao được cái tình yêu đi. Vậy thì làm thế nào để mà có yêu được, đúng không? Đấy, cho nên là bởi vì khi mà ta dùng bằng cái con mắt của lý trí ấy, bằng đôi mắt của lý trí, ta rất là khó có thể nhìn thấy được cái vấn đề tốt đẹp. Bởi vì xung quanh cuộc sống của chúng ta, ở thế giới có ta bà này này, ở cái thế giới vật chất này, tất cả nó đều là những hỷ nộ bi ai, nó rất hỉ nộ ai ố, rồi những bi ai của cuộc đời, nó rất có một cái gì đó mà theo kiểu có thể nhìn thấy đã tốt đẹp ngay rồi. Mà những cái mà chúng ta có thể thấy tốt đẹp ngay nó cũng chỉ là ảo ảnh thôi, ở nó hôm nay thôi nhưng nó không thể ngày mai cũng thế. Cho nên là khi nào mà ta cứ nhìn bằng con mắt của khi nào xưa thì cái cốc tình yêu này mãi mãi không bao giờ có thể đến đích được. Cho nên năng năng lượng của Trang á, mình có cảm giác như là bạn gặp phải một cái đối tượng họ cực kỳ mạnh mẽ. Ừ, đó, cái đối tượng mạnh mẽ vô cùng, họ khi hợp xua năng lượng Trang á. Các bạn cứ tưởng tượng như là nếu bạn gặp phải một cô gái yếu đuối thì họ có thể là dù bạn thế nào thì họ cũng chấp nhận. Các bạn hiểu những cô gái lụy tình phải không? Ở đây mình thấy năng lượng nam nên mình đọc được cô gái. Những cô gái lụy tình, những cô gái dựa dẫm ấy, họ cứ mỗi khi mà họ yêu một ai đấy là họ bán cả linh hồn, họ trao cả linh hồn cho người đấy, nên là khi người đấy đã họ đã dính vào yêu rồi thì người ta có cư xử thế nào họ cũng chấp nhận. Đấy, họ chịu đựng, họ cam chịu để họ có được cái tình yêu của người kia, cái mà họ gọi là tình yêu của người kia. Nhưng bạn gặp phải một cái đối tượng là bạn thấy đây, họ các bạn có tưởng tượng là nếu bạn bạn hoặc là tình yêu của bạn chỉ là cái con cún nhỏ nhỏ này này, thì họ là một cái người mà bạn có tưởng tượng họ là người chăm sóc của con, là chủ con cún đấy, giống như là họ làm chủ cái cuộc chơi giữa hai người. Giống như là các bạn có tưởng tượng một cái người mà họ chăm sóc con cún ấy. Đừng bao giờ nói với mình là tình yêu vô điều kiện nha, không có đâu. Khi bạn chăm một con cún thì bạn phải biết nó như thế nào, đúng không? Ở cái con cún đấy, ví dụ con chó, con mèo, nếu các bạn đo năng lượng thì các bạn sẽ thấy năng lượng của con chó, con mèo nó rất là cao, nó có năng lượng chữa lành tuyệt vời. Có nghĩa là nó phải tạo ra một cái gì đó cho bạn thì bạn mới chăm nó. Còn ví dụ nó cắn cho bạn cả ngày, nó cắn cho bạn rồi nó phá phách đồ của bạn, mình tin chắc 100% dù bạn có thương nó đến bao nhiêu thì cuối cùng bạn cũng sẽ bán cho một bác sĩ, một bệnh viện hoặc là một cái nơi nào đấy họ có đủ điều kiện để họ chăm sóc hơn bạn. Hay đơn giản như là con gà đi, chúng ta bảo con gà nó thương con nó lắm. Ừ, nó là tình yêu vô điều kiện, làm gì có vô điều kiện ở đây. Các bạn thấy ấy, con gà nó chỉ lớn, ví dụ nó bằng vốc tay chẳng hạn, thì con gà mẹ có thể trước đấy nó có thể ôm ấp con nó chiến đấu với diều hâu quạ mổ gì đó để nó bảo vệ con nó. Nhưng mà khi cái đứa con nó lớn bằng vốc vốc tay, các bạn để ý mà xem, nó sẵn sàng nó bổ cho một phát biến, đúng không? Tao nuôi mày đủ rồi, lợi biến đi chỗ khác, sống cuộc đời của mày đi. Là bởi vì sao? Là cái nghĩa vụ của con gà nó nuôi để cái con gà đấy có trách nhiệm phải sản sinh ra những lứa tiếp theo. Đó, cho nên đừng bao giờ nói là có cái gì đó vô điều kiện ở đây cả. Chúng ta hướng tới vô điều kiện là để chúng ta phát huy những đức tính tốt đẹp bên trong chúng ta thôi, cái phẩm chất tốt đẹp thôi, còn không có cái gì là vô điều kiện cả. Thì cô gái này cũng như thế. Ừ, có nghĩa là đây là tình yêu này, đây là cô ấy. Vậy thì nếu như anh, cái tình yêu mà anh dành cho tôi ấy, nó không xứng đáng thì tôi để nó lại thôi. Và giống như là họ xoa đầu nó, ừ, thôi ở lại nhé, ta đi đây. Đó, bạn gặp phải cái đối tượng này cho nên là các bạn biết không, bài học nó là như thế đấy. Nếu bạn không phải gặp cái bài học này thì bạn sẽ không gặp một đối tượng như thế đâu, mà bạn sẽ gặp một cái đối tượng mà bạn là khinh nghiệm xua, bạn là khinh nghiệm khấp, nghĩa là bạn thuộc về cái năng lượng của một người vững vàng, từng trải, thậm chí thành đạt thành công rồi. Thì những cô gái mà không có cái năng lượng này mà cô yêu đuối đi, cô là năm cốc năm xu đi, thì cô ấy sẵn sàng bạn như thế nào cũng được, em chịu đựng được hết, em chấp nhận được hết, chỉ cần là anh yêu em thôi, anh ở lại cuộc đời với em thôi, đúng không? Đó, nhưng mà bạn phải gặp cái cô này đó. Và mình thấy là
Sau khi mà bạn gặp cái cô này, cô rời bỏ bạn đi rồi thì mình thấy có xu hướng là bạn suy nghĩ rất nhiều. Đó, khi mà cô còn ở lại trong cuộc sống của bạn thì bạn dùng thanh kiếm lý trí để bạn tính toán đủ kiểu. Nhưng mà khi cô ấy đi rồi thì năng lượng của cửa nam khắp bạn mới nhận ra bạn cô ấy và bạn là tình yêu, và giữa hai người có cái năng lượng của Temperance là sự cân bằng mà không có bất kỳ một cái đối tượng nào có thể làm được điều đó. Mình ví dụ thế này, từ khi bạn gặp cô ấy thì tất cả cô gái khác đều nhạt nhẽo, đúng không ạ? Ở cô ấy có một cái gì đó khiến cho không ai có thể thay thế. Có thể sau này bạn yêu, bạn lấy vợ, lấy chồng. Xin lỗi các bạn, ví dụ như có những người tự nhiên mình thấy ông đài bài này thôi. Có những người mà sau sau khi bạn chia tay với cái năng lượng này này, bạn lấy một người khác, mà ngay cả khi bạn sử dụng cái hoạt động ái ân, nghĩa là hoạt động quan hệ tình dục giữa hai người ấy, thì bạn cũng chỉ thế thôi, giống như để nó giải tỏa cái gọi là nó giải tỏa cái năng lượng sinh lý bên trong bạn, và nó kết nối hai người với nhau để nó trở thành một mối quan hệ vợ chồng thôi, chứ không bao giờ bạn tìm được cái cảm xúc, cái tình yêu của bạn như đối với đối tượng này. Và cái đối tượng đó nó mãi nằm sâu trong tiềm thức của bạn, nó mãi mãi trở thành một sự ám ảnh của bạn, nó là vết đau trong tâm của bạn, bởi vì nó thuộc về bài học. Mà cái bài học này ấy, bạn đi với họ rất nhiều kiếp sống nào bạn cũng sử dụng cái lý trí này đối với họ, và có thể họ cũng đã phải học, đã trải nghiệm những cái người mà là năm gốc năm xu quỵ lụy với bạn rồi, cam chịu sẵn sàng bị bạn chấp nhận, bạn tính toán, bạn so đo, bạn đứng núi này bạn trông núi nọ, bạn tổn thương họ cho đến kiếp sống này thì họ vững vàng, họ trở thành trục trang và họ rời khỏi bạn. Và cái giá còn lại đó là bạn chịu đựng cái sự cô đơn suốt cuộc đời này. Giả dụ nếu như bạn chưa gặp họ thì có thể bạn lấy một người không yêu thì bạn cũng thấy bình thường, tình yêu không phải là tất cả. Nhưng mà khi bạn gặp cái người này rồi á, thì từ đó trở đi bạn không bao giờ được hưởng một cái gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Nghĩa là một là bạn sống độc thân, hai là bạn lấy một người, nhưng càng ở bên cạnh cái người đó thì bạn càng nhớ ra giết cái người này, bạn càng đau khổ vì bạn để mất cái người này. Và mình thấy trong 10 người thì 8 người chọn cuộc sống độc thân, bởi vì bạn không thể đến được với một ai sau cái người này hết. Có nghĩa là bạn có thì chẳng qua cũng chỉ là bên ngoài, còn bên trong là sự đau khổ, gọi là sự khổ tâm, sự dằn vặt từ trong tâm. Nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc là bạn không hoàn thành cái bài học này. Nó giống như là chốt tịt ở đây này, nó đại biểu cho nhân quả. Có nghĩa là bạn cứ tưởng tượng như là bạn bạn nợ chính mình ở đây. Mình thấy bạn nợ chính mình chứ không phải là bạn nợ ai hết. Bạn nợ chính mình là bạn phải sống thật với tình yêu, bạn phải để con tình yêu lên tiếng, để tình yêu nuôi dưỡng cái mối quan hệ của hai người. Thì bạn không làm, bạn luôn dùng thanh kiếm lý trí để bạn chặn cảm xúc lại. Và khi người đó đi rồi thì bạn phải trả một cái giá, mà mình có dùng cái từ như là giá lớn hay là giá đau đớn gì đó là tùy mỗi người thôi. Nhưng mà nó mang một cái năng lượng là từ đó trở đi không bao giờ bạn có thể gặp được một người khiến bạn yêu, và tâm của bạn từ đó trở đi không bao giờ hạnh phúc nữa. Tất cả những cái ở bên ngoài nó chỉ là bên ngoài thôi, còn thẳm sâu bên trong bạn là năng lượng của nỗi buồn, của sự cô đơn, sự mất mát một thứ gì đó không bao giờ bạn gặp lại nữa nhá. Thì đó là tụ bài số 2, à, trả bài số 2. Nghe nó hơi buồn, thậm chí không phải hơi buồn mà rất buồn, cho nên mình rất xin lỗi các bạn nếu mà các bạn phải buồn, bởi vì lúc nào mình cũng nghĩ đến cái việc là mình phải làm thế nào đó để mà giúp các bạn thấy vui vẻ, thấy tìm được một cái điều gì đó tốt hơn trong thẻ bài của mình. Cho nên là nếu mà nghe mà thấy nó quá buồn thì các bạn có thể dừng lại nhá. Rồi thẻ bài số 3 đó là bạn đã, cái câu chuyện nó như thế đấy, vậy thì bây giờ bạn đã làm được cái điều gì rồi? Câu chuyện nó như vậy, vậy thì cái điều mà bạn đã làm được cái điều gì rồi trong cái thẻ bài này, à, trong cái tình huống này? Mình thấy bạn sẽ phải trượt vượt qua. Ở đây mình nghĩ có những người chưa làm được đâu. Đó, năng lượng của Death là bạn sẽ phải lột xác. Nghĩa là bạn, nếu mà bạn muốn hoàn thành cái bài học này này để nó khác đi, để mà kiếp sống của bạn giống như là tôi đến kiếp sống này, tôi hoàn thiện cái điều này, nhưng mà tôi chưa làm được 10 thì tôi cũng làm 1, 2, 3 gì đó, kiểu như thế. Thì năng lượng của Death ở đây có nghĩa là bạn phải lột xác, phải thay đổi bản thân, nghĩa là nhìn thật sâu vào những cái vấn đề nó đang diễn ra trong cuộc sống của mình, và cụ thể là cái mối quan hệ đó ấy, để biết được là bạn cần phải thay đổi cái điều gì. Năng lượng bạo cảm ở đây, và bạn phải dám vượt qua được nó, giống như bạn nhìn vào cái nỗi sợ của mình ấy, bạn thấy cái nỗi sợ của mình và bạn phải băng qua nó ấy, thì nó là The Tower, và sau đó là bạn phải thiết lập lại, bạn phải nhìn sâu vào cái năng lượng này. Mình thấy cái năng lượng của bảy gậy, bạn là cái người mà khi mà đứng trước một cái vấn đề gì đó, một là bạn không không chuyên tâm, một là không chuyên tâm, hai là không không tập trung, ba là luôn để cho người khác chi phối. Cho nên là cái việc mà lấy vợ lấy chồng của bạn ấy, hay hoặc là làm, mình thấy đây chỉ là trải nghiệm về tình yêu thôi, còn có thể về mặt sự nghiệp thì bạn lại rất là tốt. Nên là trong các mối quan hệ của bạn ấy, bạn luôn để cho những đối tượng khác chi phối. Ví dụ như là bạn lấy vợ cho bạn, nhưng mà bạn lại phải nghe xem mẹ bạn nói thế nào, bố bạn nói thế nào, em gái, anh trai, chị gái gì đó nói thế nào, rồi đồng nghiệp nói thế nào. Nếu như bạn mà đã từng ly hôn ly thân, nghĩa là ly hôn và có một cái con riêng ấy,
thì bạn luôn để cho những cái đối tượng đấy chi phối. Ví dụ như là cái người vợ cũ hay chồng cũ của bạn mà họ đề huề rồi họ lấy người khác thì không sao, nhưng mà nếu như họ vẫn còn muốn nhìn về phía bạn, họ muốn ảnh hưởng đến bạn thì ngay lập tức họ sẽ ảnh hưởng đến bạn. Cho nên quá rất 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 nhiều thứ nó ràng buộc bạn, và bạn để nó lôi sình sạch như là 7 cái sợi dây lôi con ngựa. Cho nên là bạn phải nhìn thấy cái điều này để biết được tại sao cuộc sống của mình nó lại như thế. Không có cái gì mà tự nhiên xảy ra cả, tất cả nó đều do chúng ta lựa chọn. Và bạn lựa chọn để cho người khác chi phối thì bạn phải chịu sự khống chế của họ thôi. Và hai cốc ở đây mình cũng cảm giác như là nếu như không có cái sự chi phối này thì cái mối quan hệ ấy rất là đẹp lắm, rất là bình yên, rất là hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng có thể bởi sự chịu sự chi phối này mà tự nhiên nó tách ra xa. Các bạn cứ tưởng tượng là khi mà bạn nghe người khác can thiệp vào thì tự nhiên cái tâm của bạn không còn đặt ở người đó nữa. Bạn băn khoăn quá nhiều thì tự nhiên hai người có khoảng cách đó. Và cứ nào khớp là đáng lẽ trước đây bạn yêu họ bằng một tình yêu vô tư thế này thì bây giờ bạn đối xử với họ bằng năng lượng của file khớp. Và phải sure bạn tính toán, bạn cân nhắc xem là bạn có nên đến với họ hay không. Đấy, đến với ai thì hơn, nếu bạn đến với họ thì có tốt hay không, có đẹp hay không. Và từ cái sự tính toán của bạn thì một là bạn chủ động, bạn thay đổi. Chớp mắt là giống là bạn tính toán một hồi rồi cuối cùng bạn nghĩ là thôi, tốt nhất là không yêu nữa, bạn tự thay đổi. Hoặc là từ sự tính toán của bạn khiến cho người kia họ thay đổi, họ không còn trong cuộc sống của bạn nữa. Và kinh nghiệm xua ở đây là bây giờ bạn phải nghiêm túc, bạn nhìn vào những vấn đề mà mình vừa mới đọc ấy, và bạn trải bạn giống như bạn giống như là bạn bạn hoàn thiện ấy, bạn xin lỗi dùng từ gì nhỉ, bạn nhìn thấy ấy, bạn thừa nhận ấy, bạn khắc phục, bạn sửa sang ấy. Khi gặp xua là như thế, nghiêm túc nhìn vào vấn đề đấy và lên kế hoạch để mà sửa sang tất cả mọi thứ thì may ra cái mối quan hệ này, cái năng lượng này nó mới kết thúc. Vậy thì đến đây thì mình sẽ muốn làm một cái đả bài xem là khi mà bạn hoàn thành cái bài học này thì cái người, cái đối tượng cũ ấy, cái đối tượng, cái tình mình sẽ có một người nữ ở trong đả bài này, hai người có quay trở lại với nhau hay không. Bạn có gặp lại được người đó hay không ấy. Đấy, bạn gặp chứ mình nghĩ là quay lại thì không đúng. Mà bạn có khả năng mà gặp lại được người đó hay không, cảm hóa và khiến cho tình yêu của hai người sống lại hay không, hay là bạn sẽ gặp một đối tượng khác nhá. Đó, cái điều mình muốn hướng tới trong cái bài là như thế. Nghĩa là sau khi mà bạn hoàn thành cái bài học của mình thì cái bạn bạn của cái người đó thế nào đi, mình dùng cái từ chuẩn là như thế. Sau khi bạn hoàn thành bài học của mình thì bạn của người đó thế nào? Khi mình nói ra cái điều này thì mình không muốn tất cả các bạn tin đâu nhá, mà các bạn chỉ coi như một kênh tham khảo thôi. Và các bạn phải nhớ rằng là tất cả chúng ta đều tự nỗ lực để mà thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh nào đó. Chứ còn cái quan điểm của mình là chúng ta nghe tarot, chúng ta đi xem bói, chúng ta xem tử vi, xong rồi ta tin vào điều đấy và ta để cho cái năng lượng ấy chi phối cuộc sống của chúng ta là mình không đồng ý. Giống như có một người mà đi đi xem tử vi xong bảo là số cô có 2 đời chồng, xong bắt đầu là lúc nào cũng văng vẳng cái điều đó và cuối cùng về bỏ chồng thật. Bởi vì khi mà nghĩ cái chuyện là mình có 2 đời chồng thì lúc nào cũng ám ảnh cái điều đó và nghĩ rằng là anh ta có thể anh ta sẽ bỏ mình, hoặc là nhìn thấy anh ta thấy rất khó chịu đúng không, luôn luôn nhìn thấy cái điểm xấu của anh ta, cuối cùng bỏ nhau thật. Nhưng mà có những người mà khi họ nghe điều đó họ tự hứa bản thân rằng điều này sẽ không xảy ra với tôi, dù có thế nào ấy chăng nữa nhất định tôi không bỏ chồng. Và cái người đấy mình đã gặp 10 năm để gọi là thi gan với mình ấy, và cuối cùng hai người đã quay trở lại, nghĩa là ly thân thôi, ly thân sống chung nhà theo cái kiểu có những lúc ly thân nhưng mà họ vẫn quyết tâm giữ đến cùng và cuối cùng mối quan hệ quay trở lại và nó tốt đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Cho nên là mình không bao giờ tin vào số phận theo cái kiểu là số phận đặt vào tay mình và mình để nó vận hành mình đâu, không có. Nên cho nên các bạn sẽ thấy là Huyền Thư không có trả bài nhiều về tương lai, trả bài riêng cũng thế, trả bài chung cũng thế, bởi vì tương lai hay là do mình quyết định mà. Tại sao lại mang tương lai của một người nào đấy họ phán bảo về tương lai để mình đặt tương lai của mình vào họ và để cho họ phán bảo mình không có đồng ý cái điều đó nhá. Cho nên là ở đây mình khuyên tất cả những người là nếu các bạn nghe với một cái tinh thần tự chủ độc lập và tự mình điều khiển cuộc đời của mình thì hãy nghe, còn nếu nghe xong sợ ấy, nghe xong là ấn định vào đó tốt nhất là dừng lại, không nên nghe nhá. Rồi
Bây giờ mình đọc cho các bạn thấy năng lượng của 4 xu, pair of pentacle 3 xu. Bạn là nam nghe thì bạn phải chắc chắn một điều là cái người trong câu chuyện của các bạn, cái cô gái này này, họ đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để họ hàn gắn, họ xây dựng mối quan hệ này. Còn nếu bạn là nữ nghe, bạn là người trong cuộc thì bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của bạn qua đây và bạn sẽ chả có cái gì tiếc nuối trong cái mối quan hệ này cả. Bạn thấy này, khi mà trong một mối quan hệ bạn thấy này, bạn đứng bạn chờ, như là bạn bị mắc kẹt đây này, họ cứ kệ cơ, họ tập trung vào việc của họ thôi, việc của tôi làm, còn việc cô kệ cô. Và bạn đứng ở đây, bạn cứ đứng ở đây bạn chờ đợi họ, chờ theo kiểu các bạn cứ tưởng tượng như là chờ người yêu của mình hay chồng của mình đến giúp mình ấy, nhưng chờ mãi không thấy ai, và bạn phải tự nỗ lực vượt qua cái năng lượng này, còn họ thì cứ kệ thôi. Và sau đó thì cái mối quan hệ của hai người nó mang tính the world, là nó cứ bị dính mắc ở đây. Vậy thì bạn nỗ lực, khi Ngọc Xuân mình thấy bạn cũng chính, bạn là nữ ấy, cái người nữ ấy, cũng là cái người chính thức, chính mang cái thanh kiếm lý trí của mình để chặn phăng cái the world này thoát ra bên ngoài. Còn nếu bạn là nam thì bạn dùng thanh kiếm lý trí để bạn chặn đứng cái cảm xúc này, bạn không cho nó phát triển. Cho nên ai ở khắp ở đây nó trở thành cái sự đóng băng. Rõ ràng là hai người có tình cảm nhưng suốt một thời gian dài nó luôn rơi vào trạng thái của the devil, có nghĩa là nó không thể phát triển được. Giống như là nếu mà tôi, hai người muốn đến với nhau thì phải vượt qua xác tao. Giống như con quỷ nó bảo là nếu ngươi và cô ấy đấy, ngươi và ngươi, nghĩa là hai đứa chúng mày ấy, đấy, muốn đến được với nhau thì phải vượt qua cửa ải của tao đi. Và đương nhiên là một mình cô ấy không thể làm được, người nữ ở đây không thể làm được, khi người nam đó họ đầy nỗi sợ, họ cứ ngồi ở đây thôi. Và cuối cùng sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cô ấy đã đi rồi. Năng lượng của giờ hai và đấy tịt ở đây ấy, khi mình nhìn vào cái năng lượng này là cô ấy thấu tỏ rồi, có nghĩa là chỉ qua một mối quan hệ mà cô ấy thấu tỏ tất cả mọi điều rồi. Mình có cảm giác những cái giờ hai và đấy tịt ấy, mình cảm nhận được một cái nỗi đau ở trong 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 tâm ấy, đau đến mức mà giống như tôi thức tỉnh hoàn toàn, tôi nhờ cái mối quan hệ này, tôi nhờ cái người này mà tôi rõ toàn bộ cuộc đời của tôi, toàn bộ mọi thứ ấy. Các bạn cứ tưởng tượng là một người mà bị bỏ mặc đấy, không có nghĩa là hai người cùng là mối quan hệ tình yêu hoặc hôn nhân, nhưng mà xây dựng mối quan hệ này như thế nào, để nó phát triển ra sao, tôi sống như thế nào, tôi sống sót trong tình yêu này như thế nào đều do một mình tôi. Giống như là các bạn cứ tưởng tượng như một người tự lo ăn, tự lo uống, trải qua những khoảng thời gian có thể đói khổ, có thể không có một cái gì ở trong tay mà họ vượt qua để họ sống được ấy, thì giống như họ đã trải nghiệm đủ rồi, giống như đã đủ rồi tất cả mọi cảm ơn anh ấy, hoặc là cảm ơn em thì tùy các bạn đổi chiều. Là cái cuộc tình của chúng ta, cái mối tình của chúng ta cho tôi những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, để tôi hiểu rằng tốt hay xấu, hạnh phúc hay là bất hạnh, nó nằm ở tôi, nó ở trong tôi, chứ nó không nằm ở nơi anh. Tôi không chờ đợi điều gì ở anh nữa cả. Và cô ấy đã nhìn thấy cái điều nào giống như thấu tỏ nhân gian, thấu tỏ hồng trần, thấu tỏ tất cả mọi thứ để cô có thể cất cánh bay lên và sống một cuộc đời khác. Cho nên là với cái câu hỏi này, là cái người đó họ có còn quay lại với bạn hay không thì không. Mà có thể nếu các bạn nghe những bài trước của Huyền Thư và Tiệm Tình Yêu, các bạn sẽ thấy trong Huyền Thư đã xuất hiện hai năng lượng, một là năng lượng mới và năng lượng cũ, thì cái cô này cũng đã gặp được cái năng lượng mới rồi, một tình yêu xứng đáng với cô ấy rồi nhá. Đó thì toàn bộ trải bài của tụ bài số 3, và mình vẫn cảm thấy là buồn, đúng không? Đây là một trải bài buồn và mình hy vọng mình không rút bài nữa. Nhưng mình hy vọng rằng các bạn, những người nam, những người đang coi là nhân vật chính trong trải bài này này, các bạn có thể sẽ vượt qua được năng lượng này và gặp được một người xứng đáng với tần số mới của các bạn. Vậy thì nói thì mình cũng sẽ làm luôn cho các bạn, bởi vì mình không chịu áp lực về mặt dung lượng nữa. Thì mình sẽ kiểm tra xem là nếu như bạn hoàn thành cái bài học này thì cái khả năng bạn có gặp được cái người xứng đáng hay không nhé. Bạn có gặp được trong tương lai, bạn có gặp được cái người xứng đáng hay không? Khi mình rút cả bài này ấy, thì mình rất mong muốn là các bạn sẽ gặp được, bởi vì các bạn ạ, chúng ta khi mà chúng ta đủ bao dung ấy, đủ tình yêu và bao dung, thì chúng ta sẽ nảy sinh một cái tư tưởng, đó là chúng ta mong tất cả mọi người đã từng hoặc là đang từng, đã và đang liên quan đến chúng ta đều có được hạnh phúc. Đó. Rồi, nếu như bạn vượt qua được bài học này thì bạn có gặp được cái người mà cùng tần số với các bạn để các bạn có được hạnh phúc hay không? Tụ bài số 3 mình thấy nó rất là khó. Các bạn hình như mắc kẹt ở mối quan hệ ba người thì phải. Ba người ở đây có thể là bạn đang mắc kẹt gia đình, ví dụ như là bạn chưa ly hôn, hai là bạn đã ly thân rồi nhưng bạn cứ bị dính mắc.
Và cái đối tượng thứ ba này này, ví dụ như là đây là bạn nhé, cái người mà chúng ta vừa thấy trong câu chuyện lúc lúc nãy là người thứ hai, thì đây là người thứ ba. Bạn mắc kẹt mối quan hệ ba người, dù bạn đang có gia đình xong bạn yêu cái người kia, kiểu bạn không hạnh phúc bạn yêu người kia, hay là bạn đã ly hôn với cái người này rồi nhưng mà bạn có sự dính mắc bạn không dứt ra được vì một lý do nào đấy, thì cái người này họ mãi mãi trở thành một cái dính mắc trong cuộc đời của các bạn. Nó có thể là một cái thứ duyên nợ sâu gì đó. Đó, năng lượng của hai người có nghĩa là cứ mỗi lần mà bạn định rời đi ấy, bạn sống cuộc đời của bạn ấy, thì bắt đầu cái người này họ lại xảy ra một chuyện gì đó. Thì một là họ xảy ra chuyện gì đó, hai đó là họ cố tạo ra một cái gì đó. Bởi vì bạn thấy đây, hình ảnh của một cái người đang đứng để vẫy gọi là cứu cứu tôi với, tôi không đi qua được cái chỗ này bởi vì tôi sợ thế này thế kia. Và bạn với một tinh thần trách nhiệm rất là cao, thì có thể năng lượng của The Emperor, thì có thể bạn vẫn là chồng của người ta, hai là bạn đã ly hôn rồi nhưng bạn vẫn coi bạn là chồng của người ta, thứ ba là bạn là bố của con người ta, có nghĩa là giữa hai người đã ly hôn nhưng mà bởi vì bạn vẫn ý thức trách nhiệm rằng đây là mẹ của con mình phải có ý thức trách nhiệm, cho nên là luôn luôn bằng một cách nào đấy cái người thứ ba này họ can thiệp vào mối quan hệ này. Có nghĩa là cho dù bạn chia tay cái người kia, cái mối tình lúc nãy, bạn gặp ai đi chăng nữa thì cũng bị cái người này can thiệp. Và bạn cứ yêu được một thời gian, bạn đến một đối tượng mới nào đó một thời gian thì nó lại xảy ra tám kiếm. Mình thấy cho dù bạn đã gặp có gặp những cái người mà tưởng như là đã theo kiểu như là đã thành đôi rồi, chuẩn bị kết hôn rồi, thậm chí cưới rồi, thì cuối cùng vẫn tan rã chỉ vì có cái đối tượng này xen vào. Cho nên đây là một bài học rất lớn trong cuộc đời của các bạn. Một là hy sinh vì con, hai đó là phải biết hy sinh nào là xứng đáng. Thực ra ly hôn ly thân thì nhiều cho các bạn. Các bạn phải hiểu một điều, chúng ta thương con đều thương, nhưng thương thế nào có chính đáng để cái đứa con ấy không trở thành cái vật cản trong cái hạnh phúc của mình. Các bạn đừng cho đó là sự hy sinh. Nếu cái đứa con đấy sau này nó lớn lên và nó biết rằng mình trở thành cái vật cản của bố hay của mẹ, vì bố hoặc vì mẹ của mình mà vì mình mà bố mẹ của mình không có hạnh phúc, thì nó cũng chả sung sướng gì và nó cũng sẽ tạo thành cái nghiệp. Và các bạn phải hiểu nó là nghiệp mà. Và chính cái đứa đấy khi nó biết, một là nó không hạnh phúc và hai nó cũng sẽ lặp lại cái điều đó. Bởi vì đây là bài học. Bởi vì những cái gì mà nó không phù hợp trong hành trình phát triển của chúng ta thì chúng ta phải học. Có những người họ thương con một cách vô lối, có nghĩa là vì con hy sinh hết, bất chấp đúng hay sai, bất chấp hợp lý hay không, bất chấp cái việc hy sinh đấy mình bị lợi dụng, mình bị lợi dụng và mình bị điều khiển, mình bị thao túng, vẫn chấp nhận. Vậy thì khi bạn chấp nhận thì bạn phải, đó là nghiệp rồi. Cái mà nó diễn ra trong cuộc sống mà chúng ta chấp nhận mà lâu dần nó trở thành nghiệp và nó trở thành nghiệp của bạn, vậy thì chả có ai cứu bạn được cả. Đến đây thì không thể. Cho nên là bạn rất khó để có hạnh phúc, chỉ đến từ cái sự dính mắc với người thứ ba này, chỉ đơn giản thế thôi. Có thể đó là nghiệp của các bạn nhá. Thì mình dừng lại ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì số Zalo mình đặt ở phần comment. Các bạn có nhu cầu, các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và nhớ chia sẻ câu chuyện của các bạn để mình định hướng các bài chung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.